Tôi không biết hiện tại thuốc một tay đang ở đâu, nhưng mà tôi vẫn muốn tìm thêm một lần nữa vì tôi sắp đi xa. Sau khi tôi đi thì tôi sẽ không thể nào giúp được gì cho đại nhân nữa rồi. Sao ngài lại có sợi dây này? Vậy ngài đã đi tìm tôi thật sao? Đây là lần thứ hai ta lượm nó về, ngươi đừng làm mất lần nữa đâu. Ngài đã đến quán rượu để tìm tôi có đúng không? Chắc là ngài nghĩ tôi nói năng kỳ cục. Nhưng giấc mơ của tôi đêm qua không giống như là mơ lắm. Vậy ngươi mơ thấy gì? Tôi mơ ngài đã tặng cho tôi một đôi giày da. Tôi để ở nhà. Tôi đã để đôi giày ở nhà. Tôi không chắc có phải là của tôi hay không. Mặc dù đúng là cỡ giày vừa dưới chân của tôi luôn. Vậy rồi sao? Tôi mơ đại nhân đã mang giày cho tôi. Thiệt đó. Thank you.
rồi sau đó? Tôi tỉnh giấc và có cảm giác rất thật. Chuyện đó thực sự là mơ hay không phải là mơ? Quả nhiên không phải là thật. Tôi cũng không nghĩ chuyện đó lại là thật đâu. Nhưng mà khi nhìn thấy đôi giày thì tôi đã nghĩ có lẽ đúng là đại nhân rồi. Chúng ta đến nơi rồi. Ngày mai tôi sẽ lên đường đến đảo Tam Na ở. Tôi đã tìm được công việc và có thể chữa bệnh cho em gái. Có lẽ là chúng tôi sẽ ở lại Tam Na một thời gian dài. Không biết sau này có thể gặp lại đại nhân không? Ta nói đúng chứ? Sao lại có lời đồn bắt cười như vậy chứ điện hạ? Bách tính bắt đầu xôn xao chuyện này rồi. Cho nên là ngươi hãy điều tra thật kỹ lưỡng. Ngày mai hải trải truyền đơn tới các tỉnh, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.